Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Tuyền. Chào mừng các bạn đến cái video của mình ngày hôm nay. Trong cái video này, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái dự án coi sàn khá là tiềm năng. Đó là dự án LeverFi với mã token là Lever. Thì các bạn cũng đã biết đó là cái dự án này họ ra đồng token của họ từ khoảng tháng 7 năm 2022 và đến hiện tại thì nó cũng khá là mới. Và cái dự án này nó cũng đã được list lên cái sàn Binance, cũng được khá là nhiều những anh em quan tâm đến cái dự án này. Và bản thân mình thấy cái dự án này nó cũng khá là tiềm năng và rất có khả năng là có Binance chống lưng. Và trong tương lai rất có thể cái dự án này nó sẽ ích rất là nhiều tài sản so với mức đáy của nó. Thì bây giờ mình và các bạn cùng tìm hiểu sâu về cái dự án này, xem án này nó làm về cái gì và nó đã làm được gì và tại sao mà nó lại tiềm năng các bạn nhé. Thì ở đây, đây là cái trang chủ của dự án LeverFi này đúng không? Cái màu xanh rất là đẹp. Người ta gọi là màu xanh là màu của hy vọng đúng không? Và đây họ viết đó là giao dịch đòn bẩy trên chuỗi không được phép. Tức là giao dịch đòn bẩy lên tới 10 lần, thương nhân kiếm được cái lợi tức trên cái tài sản thế chấp. Người cho vay kiếm được với việc cho vay ký quỹ. Tất cả ai tham gia cũng đều có cơ hội kiếm được tiền đúng không các bạn? Khá là tốt đúng không? Và kéo xuống dưới đây chúng ta nhìn thấy đó là nền tảng không cấp phép của LeverFi. Được tích hợp nhiều những tính năng sáng tạo cho phép người dùng tận dụng giao dịch và cho vay. Thứ nhất đó là về khai thác cái tài sản của bạn, thì cái tài sản thế chấp được ký gửi và tạo ra lợi nhuận trong khi bạn giao dịch, tức là các bạn ký gửi tài sản của các bạn cũng vẫn có những cái lợi nhuận khi mà các bạn tham gia giao dịch các bạn nhá. Thứ hai đó là hoàn toàn minh bạch, được hỗ trợ bởi các hợp đồng thông minh, tất cả những cái vị trí và tài sản nắm giữ của người dùng đều có thể kiểm chứng được. Và thứ ba đó là tài sản thế chấp hợp nhất, đó là hợp nhất tài sản thế chấp sinh lãi thành một để tối đa hóa quy mô giao dịch. Thứ tư đó là flash crash kháng. Thì ở đây người dùng có thể được bảo vệ khỏi sự cố flash với những cái lời tiên tri từ Chainlink. Về thứ năm đó là giao dịch nâng cao, được hỗ trợ thực hiện các chiến lược giao dịch theo cặp, phòng ngừa rủi ro hoặc là thực hiện giao dịch. Và thứ sáu đó là giao dịch được tối ưu, định tuyến giao dịch multi day để giảm thiểu trượt giá và khớp lệnh ở mức giá tốt nhất. Và kéo xuống dưới này thì chúng ta cũng thấy đó là mã thông báo Lever của hệ sinh thái LeverFi được giao dịch ở một số những cái sàn, ví dụ như là sàn DEX, sàn Binance hay là giao dịch trên Coinbase, CoinGecko các thứ thì đều có LeverFi này rồi các bạn nhá. Và LeverFi đã được kiểm toán bởi các công ty bảo mật hàng đầu ở trong ngành. Đây là hai cái công ty bảo mật cho cái dự án LeverFi này các bạn này. Đó là công ty Paxil và công ty Belsin các bạn nhá. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về hai cái công ty này thì các bạn vào trang chủ đây và các bạn click vào đây thì nó sẽ ra thông tin của hai công ty này các bạn nhá. Đây ví dụ như mình click vào cái công ty Belsin này thì nó ra cái bảng phụ lục và tóm tắt cái quá trình đầu tư cũng như là tìm hiểu về cái công ty đó đấy các bạn nhá, rất là bài bản, rất đẹp đúng không? Tương tự thì với cái công ty kia thì các bạn cũng tìm hiểu như vậy. Ở dưới này đây là những cái quỹ đầu tư hỗ trợ phát triển dự án, thì ở trong đây họ rất là nhiều những cái quỹ đầu tư nổi tiếng. Ví dụ như là Parafi Capital, hay là thứ hai đó là Arlington Capital này, thứ ba đó là Signum Capital và MW Partner này. Thì chúng ta thấy những cái quỹ đầu tư hệ vào hệ sinh thái LeverFi này cũng đa số là những cái quỹ lớn ở trong ngành crypto và cũng không phải là quá nhiều. Nên là các quỹ này họ rất có thể dễ dàng phối hợp với nhau để đẩy cái giá của dự án các bạn nhá. Nếu mà nhiều quá thì ví dụ ông này đẩy nhưng ông này lại xả thì nó rất là khó phối hợp các bạn ạ. Thì vừa rồi mình và các bạn đã tìm hiểu về dự án LeverFi này đúng không? Rất là tiềm năng. Và ở đây đó là trang Twitter của LeverFi. Thì trên trang Twitter này của họ, họ đã viết được 536 tweet. Và trang chủ Twitter của họ thì hiện tại đang có 13.400 lượt follow. Thì ở đây họ cũng đang liên tục những cái tweet của họ. Ví dụ như hôm mùng 6 vừa rồi họ đang tweet về tiếp tục họ sẽ cập nhật nâng cấp sàn LeverFi của họ lên để mà tối ưu hơn cho người dùng. Các bạn đọc kỹ thì các bạn vào đường link này các bạn nhé. Đây thì ở đây họ nói nâng cấp giao thức LeverFi, giao thức sẽ trải qua một loạt các nâng cấp thú vị để phản ánh phản hồi sớm của người dùng. Trong cái thời gian này cũng có những cái điều chỉnh đối với chương trình kích thích thương nhân. Thì nếu mà các bạn tìm hiểu sâu thì các bạn click vào đây để các bạn đọc thông tin các bạn nhé. Và ở trên này họ cũng cập nhật những cái tin tức mới của thị trường. Ví dụ như họ cập nhật những cái tin tức về CPI này. Bởi vì họ là cái đồng coi sàn nên là họ thường xuyên cũng phải cập nhật những cái tin tức để hỗ trợ người dùng giao dịch. Ví dụ chơi hay là đánh future các bạn nhé. Thì ở trên trang Twitter của họ, họ cũng thường xuyên họ cập nhật rất là nhiều đúng không? Ở dưới này thì mình cũng thấy cũng khá là nhiều người cũng có vào tương tác với dự án các bạn nhé.
thì cũng rất là nhiều người quan tâm đến cái dự án này. Và tiếp theo mình và các bạn tìm hiểu về giá của đồng Lever này, thì khi mà mới lên sàn thì nó với mức giá đó là 0,001, khi mà mới lên sàn nó lên tận 0,005, tức là x 5 lần tài sản, sau đó thì nó đi xuống theo cùng với lại sự đi xuống của thị trường. Và ở thời điểm này có thời điểm nó xuống đến 0,015 đến 0,016 này, thì nó cũng là mức khá là sâu rồi, nhưng mà nó có một cái đợt điều chỉnh cắm xuống sâu tận mức 0,001, giống với thời điểm mới lên sàn ấy. Thì ở cái thời điểm này chính là cái vụ sập của Alameda Resort ấy, và ở thời điểm đó cái quỹ đầu tư Alameda Resort họ cũng là cái quỹ đầu tư chính ở trong cái dự án Level 5 này, nên là dự án này nó bị xả rất là mạnh, chia đôi chỉ trong vòng của mấy ngày thôi, nhưng mà sau đó thì nó phục hồi rất là mạnh mẽ và phục hồi nhanh và lên đến tận 0,05, tức là x 5 lần so với thời điểm xuống đáy này, và sau đó thì nó điều chỉnh về đến 0,015 thì nó lại đẩy lên đến 0,026 theo sóng hồi của Bitcoin. Và nhìn vào chart này thì chúng ta cũng thấy đó là cái dự án này chắc chắn là đội MM của nó cũng khá là xịn sò, nên là luôn luôn có những cái cây nến đẩy này. Các bạn nhìn thấy này, luôn luôn có những cái cây nến đẩy lên như thế này, thì với một dự án mà nó hay có những cái cây nến đẩy như thế này là có cái đội MM tốt và khủng đứng đằng sau các bạn nhá. Kể cả nhìn ở trên CoinMarketCap này cũng vậy. Và hiện tại cái range của đồng này nó đứng thứ 482 này, và cái market cap của nó bây giờ mới có 35 triệu thôi các bạn ạ. Mà đến bây giờ cái tổng cung lưu hành của nó ở bên ngoài đó là 15 triệu, chưa chiếm 44%, mà cái cap nhỏ như thế này, nên là tại sao mà mình nói là cái dự án này nó có rất là nhiều tiềm năng để ít nhiều tài sản cho các bạn. Thì với một cái dự án tốt như thế này thì liệu Binance họ có đứng sau không? Chúng ta phải đặt ra câu hỏi, đó là Binance họ lead cái đồng này cũng khá là sớm, thì chúng ta cũng phải đặt ra câu hỏi. Thì ở đây mình có check các ví nắm giữ cái đồng token Lever này các bạn. Ở đây Binance họ nắm giữ khá là nhiều, 27% cùng với lại mức 27%. Đây là chắc chắn là của team đội ngũ phát triển dự án rồi này. Và Binance là cái ví thứ hai nắm giữ ngang bằng số lượng đồng token so với lại cái ví của đội ngũ phát triển dự án nhá. Và ở dưới này có Zam Trading, tức là cái Zam đợt này khá là nổi tiếng, và gần như con nào có quỹ của Zam này đều được đẩy rất là mạnh các bạn ạ. Zam này nó đang phát triển và có khả năng thay thế Alameda Research ở trong tương lai gần. Và dưới này chúng ta cũng thấy Binance này, rất là nhiều Binance đúng không? Binance cầm rất là nhiều cái đồng token Lever này các bạn nhá. Và ngoài ra có cả sàn Gate này. Và nhìn vào đây thì chúng ta thấy cái đồng token Lever này được rất là nhiều những cái quỹ lớn và ông lớn tin tưởng, nên là chắc chắn là trong tương lai nó sẽ được đẩy rất là mạnh và có khả năng x rất là nhiều tài sản từ đáy các bạn nhé. Và video đánh giá về dự án Lever 5 này của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy cái video của mình hay thì hãy chia sẻ cái video của mình đến với những người bạn đang cần, và hãy vào đăng ký kênh YouTube Crypto News của mình để được cập nhật những cái video vô cùng có giá trị mình đã làm ở trên kênh. Thì ngoài phân tích những cái dự án mà có tiềm năng ít tài sản trong tương lai thì mình cũng có cập nhật những cái dự án cũ, ví dụ như Row, Dot hay Near chẳng hạn, để cho các bạn có được cái nhìn tổng thể về cái dự án đó, xem họ có tiếp tục làm hay không. Ngoài ra mình cũng làm những cái video về phân tích cái xu hướng về thị trường cũng như là cập nhật tin tức thị trường, ví dụ như là mới nhất đó là sàn Binance Dính Phút chẳng hạn, mình cũng có làm video đấy các bạn nhá. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.